anh em nhìn thấy ba mấy cái dây gì chưa? Được chưa? Đây. Đứt luôn anh em ạ. Đây. Cái mắt thì mình chưa nói nha, nhưng mà đây, dây đồng này. Cứ gọi là úi rồi luôn. Hello em, đây là mình Sơn đây. Hôm nay mình có một đơn hàng rất đặc biệt, một anh trai ở trên Vĩnh Phúc có biết mình qua TikTok. Đó, cho nên là anh ấy liên lạc với mình để lên làm xe cho con anh ấy. Thì tình trạng xe của con anh ấy là con anh ấy cũng có một con X-Men, nói chung là cũng tự mua đồ về tự lắp. Con anh ấy thì cũng gọi là mua động cơ với IC cũ của một vài các cái idol ở trên Vĩnh Phúc em nhá. Đến lắp một hai lần rồi nhưng mà lắp rồi bảo lắp cái này lắp cái kia, thay cái này thay cái kia nhưng mà vẫn không chạy em ạ. Cho nên là anh ấy biết mình có TikTok tìm đến mình và liên lạc với mình bảo mình lên kiểm tra hộ xem như thế nào để làm xe để cho nó chạy. Thì hành trình làm xe như thế nào, rồi tình trạng xe như thế nào, câu chuyện như thế nào thì anh em cùng xem hết video với mình nhá. Ok em nhá. Hiện tại mình đang có mặt tại nhà khách ở Hợp Châu của Vĩnh Phúc. Đấy. Nói chung là hôm nay trời thời tiết cũng mưa gió nhưng mà gọi là bố khách gọi là liên hệ với mình để về đây để dọn lại xe cho em ấy. Nói chung là nó cũng đấy, dọn xe cho con trai để đi học. Thì đây, quay cho anh em xem thực tế con xe trước khi mình làm như nào. Thì nói chung là con này thì mình nhìn sơ qua thì nó cũng được vào kha khá đồ rồi, nhưng mà không biết vì lý do nào đó thì hiện tại là nó đang không chạy em nhá. Với cả là dây điện các thứ này nó đang hơi bị lằng nhằng anh em này. Đó. Đi hẳn dây điện nhà này, anh em nhìn nhá. Đấy, đây dây đôi luôn anh em nhìn này. Đó. Nói chung là con xe này đã được vào một quả, đây là một quả QS 3K này, 3K V4 anh em nhá. Đó, một quả QS 3K V4 cánh gió đỏ này. Đấy, lốp này. Đó, gắp zin này. Đó, hiện tại thì đang chạy 6 bình, 1 2 3 4 5 6 này, một bình trong cốp này. Và đang chạy một con khiển là con Votul 100m bản trong suốt, lâu lắm rồi mình mới thấy con này anh em nhá. Đó. Tí nữa mình sẽ gọi là tháo ra để mình kiểm tra xem như thế nào nhá. Nói chung bây giờ cứ quay cho anh em sơ qua xem như thế nào. Rồi. Đây là cái mặt nạ của nó này anh em này. Đấy, đã được vào sẵn một quả bi. Bi này thì không biết là bi gì, 2.0 hay là bao nhiêu đây, anh em nào biết thì comment giúp mình nhá. Đây, toàn bộ bên trong nó như này này anh em này. Đó. Đây là dàn chân trước này, được vào đĩa này. Đấy, còn hệ thống điện các thứ này, nói chung là nó gần như là nó chưa thể chạy được anh em ạ. Đây, nó có như nào thì gọi là quay cho anh em xem luôn. Đấy, còn đây đồ này, phụ kiện rất là nhiều luôn. Đó, đây anh em nhá, đấy, cho anh em xem thực tế là nó như thế nào. Và đây là hệ thống phanh đĩa này anh em này. Đó, hệ thống phanh đĩa này. Đó, pad heo hết các thứ này. Ok, và bây giờ mình sẽ gọi là tiến hành kiểm tra và tí nữa mình sẽ xem là nó đang gặp vấn đề gì. Đây em nhá, bung xe xếp các thứ ra thì mình đã đấu lại hết dây dợ các thứ rồi này. Đấy, dây các thứ mình cũng đã làm gọn rồi. Và con IC mình đã tháo ra rồi anh em này. Đó, cháy IC rồi nhá. Rồi, tiếp theo đó là đến mình đã lắp một con 100m khác vào đây rồi này. Nhưng mà vẫn không được. Mình đã lắp thêm một con 8m vào để kiểm tra nữa. Không được. Tay ga thì đây. Tay ga zin đây. Tháo ra. Đây, một cái tay ga mới đây. Cũng không được. Và khi bổ động cơ ra anh em nhá. Thì anh em nhìn này. Đây, động cơ anh em nhìn này. Đấy. Không biết là ai bán cho cái động cơ cũ này. Hỏi bố chủ xe thì được biết là động cơ với cả IC là mua cũ lại của anh em nào ở trên Vĩnh Phúc hay ở đâu ấy anh em ạ. Đó, nhìn này. Đi lại kéo hết rồi này. Đây. Và cái hú hồn hú vía hơn anh em nhá. Đây. Dây đồng thì không cháy đâu. Nhưng mà cái vấn đề này, anh em nhìn nhá. Anh em nhìn có gì nó khác biệt không? Đây. Đấy. Và có một cái điểm hú hồn đây anh em nhá. Đây. Từ từ. Zoom lại cho anh em bắt nét, từ từ bắt nét đã. Đây, anh em nhìn thấy gì đi chưa? Anh em nhìn thấy gì đi chưa? Anh em nhìn thấy ba mấy cái dây gì chưa? Được chưa? Đây. Đứt luôn anh em ạ. Đây. Cái mắt thì mình chưa nói nha, nhưng mà đây, dây đồng này. Cứ gọi là úi rồi luôn. Ok em nhá. Nói chung là loanh quanh 4-5 tiếng thì cuối cùng mình cũng đã xong rồi. Tình hình là cứu được anh em ạ. Còn cứu, còn thở còn cứu. Ok, vừa nãy thì mình đã quay cho anh em xem cái con động cơ này. Con động cơ này thì nó gặp hai cái bệnh. Bệnh thứ nhất là nó bị cháy mắt anh em nhá. Ok, bệnh thứ hai ấy, đó chính là nó bị đứt ba cái đoạn dây đồng của một cái cuộn trong lõi anh em nhá. Đó. Nói chung là mình cũng đã gọi là liều thôi, liều. Nhưng mà ăn rồi. Thì mình đã hàn lại được ba cái sợi dây đấy. Và mình đã thay mắt các thứ, mình thay mắt rời em nhá. Thì cuối cùng mình cũng đã cứu được nó rồi. Vừa test tiếp các thứ ok rồi, quay cho anh em xem luôn. Mấy cái ốc này thì tí nữa mình sẽ vặn sau. Đấy, điện đóng một thứ này, được chưa? Đó, dây bình này. Dây bình thì mình cũng đã đấu các thứ lại đầy đủ đàng hoàng rồi nhá anh em nhá. Đó, bây giờ mở cho anh em xem phần trong này. Phần trong này thì con IC kia thì nó cháy rồi anh em ạ. Đấy, IC kia thì nó gặp trục trặc rồi. Thì đây mình may hôm nay mình mang một con 100m này này.
Đấy. Và một con 8m sơ cua thì là con 100m kia mình lắp vào thì nó bị ngược pha, thì nó không cho tự học được em ạ. Thì mình đã lắp con 8m này. Đấy, cho vào cho tự học rồi. Đấy, nói chung là cứu nó bằng mọi giá để cho chủ xe có xe đi học đây. Lắp át này và bình các thứ mình đã làm xong này, dây điện các thứ thì mình cũng đã đấu xong này. Đấy, nhìn trông nó đỡ tởm hơn cái lúc đầu anh em nhá. Đây bây giờ bật cho anh em xem này. Bật át lên nhá. Đó. Nói chung là nguyên cái dàn đầu này đằng trước ấy thì chưa có công tắc, chưa có chiều ổ khóa với cả là chưa có các cái các khác, cho nên là mình đang để như thế này anh em này. Đó. Được chưa? Để như thế rồi. Và hiện tại bây giờ đang gọi là đấu để cho nó đi thôi, thì đang bật tắt bằng automat anh em nhá. Ok anh em, bây giờ mình sẽ test cho anh em này. Đây. Động cơ 3KV4 này mình đã đấu lại cho nó sống rồi. 8m bar trong suốt và 6 bình nhá. Đây. Đó, anh em thấy không? Rồi. Phanh này. Đó, này. Đấy. Nói chung là ngon lành cành đào cho anh em ạ. Đó. Nói chung là ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi. Lần đầu tiên gặp bệnh đấy nhưng mà cũng cứu được là ngon rồi. Đây. Đấy. Ok, nói chung là bây giờ mình sẽ gọi là xử lý nốt một số các cái còn lại và kết thúc video tại đây nhá.